Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thủ đô Bangkok của đất nước Thái Lan. Và phía sau lưng của Bùi Hồ đây là nơi rất là linh thiêng. Mà nếu như Thái Lan hay là du khách nào đặt chân đến đất nước Thái Lan thì cũng phải điều đến đây. Đó là tượng Phật bốn mặt hay còn gọi là Phật tứ diện. Có một cái câu chuyện như thế này. Là cái tòa nhà đây là tòa nhà Erawan. Đây là một cái trong những tòa nhà xây vào những năm của thế kỷ thứ 19. Thì trong lúc xây dựng thì gặp rất là nhiều điều khó khăn, vô vàn khó khăn, pha lẫn sự tâm linh. Thì cái chủ đầu tư này đó mới nhìn trong một đêm ông ngủ và ông mơ thấy một vị thần tỏa sáng. Và lúc anh ông tỉnh dậy thì ông yêu cầu là mọi người xây một cái tượng Phật bốn mặt. Và tượng Phật bốn mặt từ đó được thờ đến nay, còn nhiều câu chuyện được linh thiêng hiện hữu và truyền tai nhau cho đến thời điểm bây giờ. Đó là một trong những điểm mà khách du lịch đến Thái Lan đều muốn đặt chân nơi đây để cầu mong sức khỏe, bình an, tiền tài và địa vị trong cuộc sống. Hôm nay Bùi Hồ đến đây với một ước muốn là quay thước phim chân thật nhất về tượng Phật bốn mặt, cũng như là để đây một hành trình tại đất nước Thái Lan, đồng thời cầu nguyện cho gia đình của mình được bình an, sức khỏe và hạnh phúc. Và bây giờ Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ vào trong này để chiêm ngưỡng sự linh thiêng của tượng Phật bốn mặt và đồng thời nghe Bùi Hồ nói về một số câu chuyện linh thiêng gần đây nha. Nơi đây thì hiện nay rất là nhiều du khách và cả những người dân Thái Lan đến đây để cầu nguyện, và Bùi Hồ sẽ nói chuyện nhẹ khẽ để cho cô bác quý vị có thể cho mọi người giữ sự im thanh tịnh của mọi người cầu nguyện đó. Thì được đặt trước sàn game hay Agavan. Và cô bác quý anh chị thấy, có thể thấy là mọi người ở đây đến đây thắp hương khấn vái rất là nhiều. Gọi là Phật bốn mặt nhưng có nhiều người người ta sẽ gọi là thần tứ diện đó cô bác quý anh chị. Sẽ có bốn hướng và theo chiều khi mà người ta đi cầu nguyện sẽ đi theo chiều kim đồng hồ á. Họ mang những người khách đến đây, họ mang những cái dòng hoa nè, những cái dòng hoa cúc á, rồi trái cây, và thậm chí là có những cái tượng voi bằng gỗ nữa để mà đến đây. Như này cô bác anh chị thấy, như đây là hình ảnh tượng voi bằng gỗ á, để cho Phật bốn mặt với mong muốn là được phù hộ cầu tài may mắn cho gia đình của mình.
Ở đây thì mình thấy có cô này, chị này, có em này là có 4 tượng voi bằng gỗ nè. Và cái con voi là một trong những cái con vật khá là linh thiêng ngay tại đất nước Thái Lan. Sau khi cầu nguyện và dâng hoa cũng như là trái cây á, thì mọi người sẽ cúng vườn vô một cái thùng như thế này. Có rất là nhiều cái câu chuyện mà linh thiêng, tâm linh liên quan đến tượng Phật bốn mặt nổi tiếng ở Thái Lan như thế này. Kể cả có những cái câu chuyện đời thường và của người dân đến cúng kiến, hay là những cái câu chuyện xảy ra trong thiên tai có lý giải. Mình chỉ chia sẻ, Bùi Hồ chỉ chia sẻ đến đây thôi, tùy vào lòng tin của mỗi người mà họ cho rằng cái câu chuyện đó là thật hay là chỉ là thêu dệt. Nhưng bản thân Bùi Hồ khi mà đặt chân đến đất nước Thái Lan này thì luôn tin tưởng và cũng cầu mong cho gia đình mình được sự bình an, may mắn, hạnh phúc và đặc biệt là rất nhiều sức khỏe ha. Có một cái câu chuyện nổi tiếng gần đây vào năm 2015, đó là một vụ đánh bom ở đền Erevan đó. Là lúc trước á, thì Bùi Hồ có nghe kể là rằng thì có một người đàn ông đánh bom nhắm vào cái ngôi đền Erevan này, nơi rất nhiều du khách đổ về đây đó. Và vụ cái đánh bom đã làm ít nhất là 20 người thiệt mạng. Thì trong đó Bùi Hồ biết được rằng là một bài báo biết rằng là có 18 người đã thiệt mạng ngay tại đây, và trong đó có 3 người du khách là quốc tế. Và cái cách đánh bom á, là của tên này là bỏ những cái ba lô lại và chúng cài bom và nổ, là làm 125 người bị thương. Và nhưng tượng Phật bốn mặt Thái Lan vẫn tọa lạc trong đền, chỉ bị sức mẻ một ít thôi mà không hề bị vỡ bụng và tan hoang khung cảnh đền khi ấy. Chính điều này đã làm cho người dân của các du khách lần càng vào tin vào sự linh thiêng của bức tượng. Bốn mặt tượng trưng cầu may cho sự như là địa vị nè, rồi tiền tài, sức khỏe và sự bình an trong cuộc sống. Có một cái câu chuyện nữa liên quan đến tượng Phật bốn mặt như thế này, cô bác quý chị chắc có lẽ là cô rất là nhiều cô bác quý anh chị sẽ biết về một cái vụ sóng thần ở đất nước, ở Phuket. Có một cái đứa bé con của nhân viên của tòa đại sứ Tây Ban Nha đi du lịch thì cũng bị sóng thần, cũng bị cái cơn sóng đó đánh văng lên một cái ngọn cây dừa. Và điều đáng ngạc nhiên là em bé này cũng không hề bị thương tích gì, trong khi đó có hơn 3.000 người bị thiệt mạng và hơn 4.500 người bị cuốn trôi. Một sự trùng hợp á, là cô bé này cũng đeo tượng Phật bốn mặt mặt ở Bangkok Thái Lan, có nghĩa là đeo thành một cái bức tượng đó cô bác quý anh chị. Đây là cái khách sạn Erevan mà Bùi Hồ mới nói ở phần giới thiệu đầu đó. Thì cái khách sạn này nó có đến nay đã gần 30 năm, hơn 30 năm. Có nghĩa là cái khi mà khách sạn này đang xây dựng đó thì nó gặp những điều khó khăn, trục trặc, và trong đó có pha lẫn sự tâm linh. Thì cái ông chủ đầu tư này mới Việt Nam nằm mơ và thấy một cái vị thần tỏ sáng, thì bây giờ ông mới cho xây dựng và từ đó mới xây hoàn thành luôn cái Phật bốn mặt và thờ cúng trang nghiêm như ngày nay. Gặp cái bạn này, chị này người ở Việt Nam mà định cư ở đây. Ủa, chị qua đây lâu chưa? 10 năm rồi. Chị trước ở Việt Nam ở tỉnh nào? Em ở quê miền Tây, miền nhà ở Sài Gòn. Miền Tây là quê ở đâu? Hậu Giang. Hậu Giang hả? Em thì ở Đồng Tháp. Dạ, cùng quê. Cùng quê, miền Tây luôn. Chị qua đây định cư đây 10 năm rồi. Có gia đình bên đây hay sao? Đây chồng Thái. Đây chồng Thái. Hôm nay chị đến đây chị viếng tượng Phật. Em dẫn về tham quan bên đây chị Chi. Chị Lâm Khánh Chi qua đây tham quan. Lâm Khánh Chi. Chị thường tổ chức tour đi qua đây hay sao? Em định cư đây thì khách mọi người qua thì em dẫn đi. Dẫn đi tham quan. Hay quá, chị tên gì ha? Em tên Xuân. Chị Xuân ha. Dạ. Yeah. Cùng quê hương luôn. Dạ. Mà nói mình là youtuber. Anh mình hả? Đi với hai bạn. Dạ. Yeah.
thì vậy em kết bạn Zalo với em đi. Rồi ok. Cái gì kết nối. Hiện ngoài Tượng Phật này ngày xưa xây cái khách sạn này gặp trục trặc nhiều lắm. Đúng rồi, gặp trục trặc thì ngày 9 tháng 11 năm 1956 á, thì ông chủ khách sạn ông mới xây cái miếu, ông phải bức tượng về thờ đây. Thì khi mà thờ xong thì tự nhiên khách sạn xây được thuận lợi trọn vẹn luôn cho tới bây giờ. Thì hàng năm á, ngày 9 tháng 11 là người ta tập trung ở đây tiếng hồn của mặt rất là lớn. Và em có tư liệu đó, nếu anh cần thì em sẽ share cái clip qua cho anh khi mà em về tới khách sạn tối ngày hôm nay. À, ngoài ra thì anh còn nghe được một cái câu chuyện, đó là một vụ đánh bom vào năm 2015. Đúng rồi, ngày 15 tháng 8 2015 thì 6 giờ tối là cái người đặt bom là ngay cái chỗ mà cái ghế đầu tiên á, cái đầu tiên rồi đó, chỗ em bé đó, thì đúng giờ đó là bùng nổ và rất là nhiều nơi bị cháy, bị sập xuống, nhưng mà bức tượng là không bể. Em cũng có tư liệu luôn, nếu em cần anh cần thì em sẽ share qua cho anh. Em sẽ share tư liệu cho anh ha. Em sẽ về em bắn vô YouTube, anh bắn cái gì cái Zalo qua cho anh. Ok, cảm ơn nhiều ha. Okay, chúc em sức khỏe. Cảm ơn anh. Chào em. Đây là cũng may mắn là Bùi Hồ mới vừa gặp được một người Việt Nam mà sống định cư ngay tại đất nước Thái Lan và có những cái câu chuyện tâm linh mà coi như là đời thật luôn á cô bác quý anh chị, chứ không phải là truyền miệng. Chị nói bạn này chia sẻ là gần là ngay chỗ cái ghế đó đó thì cái tên đánh bom đó đó bỏ lại một cái ba lô và đánh bom, mặc dù nơi đây chết khoảng 18 đến 20 người nhưng mà tượng Phật bốn mặt thì vẫn y nguyên vậy và vẫn không có gì thay đổi. Đó là một điều tâm linh không thể nào lý giải. Và Bùi Hồ chia sẻ cô bác quý anh chị là tâm linh thì không thể nào đùa giỡn và không thể nào lý giải được nha. Mình tin thì sẽ có. Vì đốt nhang khói nhiều á sẽ gây ngợp nên mọi người ở đây là cấm những cái cây nhang nấy, những cái cây mà không có đốt, chỉ cần thành tâm khấn vái là được rồi. Gồm có một cái ốp nhang nè với bông nè, có cả những cái vật phẩm, là có cả những cái con voi gỗ á, rồi những cái con ngựa chắc rất là đẹp luôn nè. Vậy thì theo chia sẻ của bạn Xuân á, thì ngày 9 tháng 11 là những ngày hội của Phật bốn mặt để cũng như là một cái ngày lễ á. Bùi Hồ chia sẻ chút xíu nha cô bác quý anh chị. Tượng Phật bốn mặt thì ở clip trước Bùi Hồ cũng có quay, thì có bốn gương mặt nhìn về bốn hướng và có cả tám cánh tay đó. Thì đây gọi là tượng Phật nhưng là một vị thần, còn gọi là một vị thần tứ diện á, thì bà sẽ ban những cái phước lành gì đó cho mọi người khi đến đây thành tâm cúng vái. Bạn này đang xin xăm hay sao á? Cô bác quý anh chị có thể để ý thấy là người ta không cho mang ba lô để ở trên cái ghế này nữa, thậm chí hình như có chú bảo vệ đó nữa kìa. Đây là hình ảnh các con voi, tượng voi. Voi là một con linh vật ở đất nước Thái Lan, tượng bự nhất ở trên kia bằng vàng luôn á. Đây là hình ảnh những cái chú voi gỗ, hình như là mình thấy ở trên này có muốn biết một cái chữ gì á, chắc là có lẽ là được các thầy sư viết lên một cái chữ để cầu nguyện sự may mắn á. Rất là trang nghiêm luôn cô bác quý chị. Đây, đường xá ở Thái Lan là như vậy á. Và bây giờ thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng qua đây ha. Đây là nữ thần Apsara, một trong những nữ thần mang lại sự may mắn ở những đất nước như là Thái Lan, Campuchia, Lào và Myanmar.
Ở đây có một cái bài chú Om Bhagamasa. Bài chú này có cả tiếng Trung Quốc nè, tiếng Thái Lan và tiếng Anh. Ở có một cái con chim trên nó kìa. Ở mọi người chỉ có thể là kết những cái dòng hoa cúc và để lên cái hàng rào như thế này thôi, chứ không được phép bước vô nha cô bác quý anh chị. Như là thằng này đang nhờ các nữ thần Apsara đọc một cái bài cầu nguyện trước tượng Phật bốn mặt, hay còn gọi là Phật tứ diện đó cô bác quý anh chị. Theo Bùi Hồ được biết thì các cô này, các bạn này thì hóa thân thành nữ thần Apsara và cứ múa liên tục vậy ngày lẫn đêm mà. Những là người dân Thái Lan, người dân ở châu Á, mà ngay cả những du khách là người châu Âu cũng khi đất nước đó khi đến đất nước Thái Lan cũng đến đây cầu mong cho gia đình mình sự bình an, địa vị, hạnh phúc và sức khỏe. Và phía trên, ở trên đó cô bác anh chị thấy đây là một cái tuyến đường tàu điện của đất nước Thái Lan, một trong những cái tuyến đường rất là hiện đại mà Bùi Hồ có dịp trải nghiệm và Bùi Hồ sẽ đăng ở chuỗi video clip sau nha cô bác anh chị. Chú này đang dọn dẹp bớt nè. Tại vì chắc rất là nhiều thì những cái người đó, người dân đến sau đó, họ sẽ không có cái nơi chắc nữa, nên là nữ là chú phải dọn dẹp bớt. Và ở đây thì mình thấy một cái khá là văn minh, là rất ít thắp nhang, chỉ cắm tượng trưng và lòng thành của mình thôi. Đây là những cái hoa cúc. Hoa cúc là một cái hoa đặc trưng ở trong chùa Nam Tông, nói như là đất nước Thái Lan, Lào, Myanmar. Không biết bạn này khấn vái như thế nào mà cầm một cái điện thoại á để ngoài trước đó. Bây giờ sẽ thay lên hoa mới. Trước tay của chị này mình thấy có cầm một cái bài cúng nè, hoa với lại nhang. Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ đi ra ngoài trước quay cho cô bác của chị xem ha. Hình như ở trước đây á, trước cái khuôn viên của tượng Phật thì cô này bắn chim để mà mọi người có thể phóng sanh đó. Cái câu chuyện mà lúc nãy Bùi Hồ kể là cái có một cái đứa bé mà nó bị sóng thần ở Phuket cuốn trôi đó, thì ở trên ngực của đứa bé có đeo một cái hình tượng Phật bốn mặt như thế này nè. Cái mặt tượng Phật bốn mặt như thế này nè cô bác anh chị. Không, tí xíu nữa chắc mình đeo cái tượng Phật bốn mặt như thế này.
không thấy rõ. How much? 300. 300. 300 baht. 300 baht. 300, 100 thì nó khoảng 70.000 tiền Việt Nam á. 300 thì 200 mấy chục ngàn. Ôi, mắc quá. Này là hoa để mọi người cúng á. Ở đây thì có hoa hồng, hoa cúc, mà ít hoa sen lắm. Ở đây ngay cả hàng rào treo cái hoa cúc á. Đây là tượng các con voi mà được các anh này bán này. À, hoa rất là nhiều nè, thấy không? Bàn này là có hai bàn này nè, thì có 8 nữ thần Apsara thì 700 bạc thì nó tương ứng với lại 2 triệu mấy tiền Việt Nam á, 7 x 7 4.9 chứ, 1.000 bạc 7 triệu tiền Việt Nam. Ủa đúng rồi, gần 7 triệu tiền Việt Nam. Ở như hai bàn này cũng yêu cầu là 8, hình như một người mẹ người con yêu cầu 8 nữ thần Apsara thì tốn 710.000 tiền Việt Nam, và các nữ thần Apsara này sẽ đọc những cái câu chú để trước tượng Phật bốn mặt để cầu mong sự may mắn bình an trong cuộc sống của cô bác anh chị. Có cả đèn trống nhạc là sẽ trả tiền lại cho mấy cô chú này. Thì đang kết những cái hoa cúc để mà bán cho du khách á, để mà dâng lên tượng Phật bốn mặt các cô bác anh chị. Đây là những cái hoa cúc nè, này. À, kết thành những cái dây đó, cô xỏ vô một cái cọng sắt. Ở đây thì có tới 3 người như thế này nè, ngồi dưới hè bên hông cái khách sạn của Grand River gì đó, Bùi Hồ không có gần lắm đó. Bùi Hồ sẽ đi một vòng nữa cho cô bác với anh chị thấy ha. Chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ kết thúc video clip này tại đây luôn. Và sau đó thì Bùi Hồ sẽ coi như là khấn vái để cho gia đình của mình được bình an, may mắn, hạnh phúc từ cái tâm của mình ha. Thôi giác vàng lá. Trời. Đó là toàn bộ những cái câu chuyện linh thiêng, thiền bí, khó lý giải ngay tại đất thủ đô Bangkok, đất nước Thái Lan, mà Bùi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác quý chị về tượng Phật bốn mặt ngay tại khách sạn Grand River. Nếu cô bác quý chị nào có về ngay tại đất nước Thái Lan, ngay thủ đô Bangkok á, thì ghé qua đây có thể cho mình với một cái lòng thành của mình, thắp cho mình một cái khấn vái cho gia đình mình bình an, sức khỏe và hạnh phúc. Đó là điều quan trọng nhất trong cái cuộc sống này. Khi mà có sức khỏe thì chúng ta có thể làm được mọi thứ, khi mà có sức khỏe chúng ta có thể làm được tạo ra tiền của và cả sự hạnh phúc. Thời điểm này xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý vị ở chuỗi video clip sau nha.